Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ, khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên giang phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên giang phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm gì sai trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, vâng lời cha chính xứ Giuse đây, con xin được chia sẻ một vài tâm tình thôi, chứ không dám giảng. Xin đừng quên tôi. Đó là một cái lời thầm thĩ nhưng mà rất mãnh liệt trong tôi mỗi khi đến nghĩa trang, nhất là mỗi khi Chúa Nhật về đây vào nhà chờ phục sinh này. Như nhiều người, và nhất là những người thân, đang nói với tôi trong trái tim: xin đừng quên tôi. Y như anh trộm cùng đóng đinh với Chúa Giêsu trên thập giá đã thưa với Chúa Giêsu: khi nào về nước Ngài, xin đừng quên tôi. Và nếu những ai đã từng sang Mỹ đến các nghĩa trang, thì trên nhiều nấm mộ ở nghĩa trang, người ta thường trồng một loại hoa màu tím bé nhỏ có tên gọi là Forget Me Not, gợi lên ý nghĩa thật sâu sắc, nghĩa là xin đừng quên tôi. Nhiều người thân đã ra đi để lại cho chúng ta biết bao thương nhớ, khóc ròng khóc rã ngày đêm, rồi dần dần không còn khóc nữa. Niềm tiếc thương sôi bỏng hôm nào nay xem ra là lụi tàn vì thường tình, xa mặt cách lòng. Vì thế giáo hội luôn nhắc nhớ chúng ta là con cái của Mẹ Hội Thánh, ý thức về nguồn gốc và truyền thống văn hóa của mình. Và ông bà tổ tiên chúng ta đã nói: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đó chính là đạo hiếu dạy ta nhớ và cầu nguyện cho những người ra đi trước chúng ta. Dừng lễ mỗi ngày, giáo hội vẫn kêu lên: xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Thái độ tưởng nhớ người đã chết vừa biểu tỏ niềm tin phục sinh sau cùng như sách Khôn Ngoan đã dạy, vừa biểu tỏ lòng hiếu thảo của con cháu và thân nhân. Niềm hy vọng sum họp với ông bà tổ tiên nâng đỡ chúng ta rất nhiều trên con đường dương thế. Chúng ta tin những ai đặt niềm trông cậy vào Chúa: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin Ngài nhớ đến tôi. Thì Chúa
không quên bao giờ. Ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đường với ta. Những trang sách thánh không phải chỉ lễ này, mà cả ba lễ của ngày cầu hồi, lễ nhất, lễ hai và lễ chiều, lễ thứ ba, cho chúng ta biết bao nhiêu niềm hy vọng và mời gọi chúng ta chìm sâu trong biển cầu nguyện cho các tổ tiên. Chúng ta hy vọng và chúng ta thích hầu hết tất cả các bài sách thánh nâng đỡ đức cậy của chúng ta. Những người công chính chết ở trong tay Chúa, đó là cánh tay mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người đó. Đó là cánh tay mà Thiên Chúa đã dẫn con người đó đi. Đó cũng là cánh tay Ngài đưa tôi ra đồng cỏ xanh tươi. Tôi nằm nghỉ ngơi bên dòng nước trong lành, và tôi sẽ uống được nguồn nước ban lại sự sống. Ngài theo tôi trong suốt cả cuộc đời. Hy vọng, thật là hy vọng. Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống. Chúng ta vừa mới hát với nhau, lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, nghĩa là được nghỉ yên muôn đời, nghĩa là chúng ta củng cố đức cậy của chúng ta. Các linh hồn không phải ở luyện ngục là một cái nơi chốn nào, nhưng mà luyện ngục là một tiến trình thanh tẩy. Thanh tẩy để trước khi bước vào thiên đàng, cho nên các linh hồn dưới luyện ngục là những linh hồn chắc chắn lên thiên đàng. Còn chúng ta chắc không? Ta đang ngồi đây, tôi với các cha có chắc không? Có chắc không? Không chắc. Nhưng mà các linh hồn lên nguyên ngục là chắc chắn rồi. Chỉ chờ thời gian thanh luyện xong thôi. Nhiều khi Chúa bảo thôi vào đi, nhưng mà các ngài nhìn thấy mình áo quần còn lấm bấm bụi đất, các ngài xin được thanh tẩy cho trắng như những người áo trắng là các thánh được giặt bằng máu con chiên. Chúng ta vào đây thì chúng ta cảm thấy mình tin cậy, mình vui mừng, mình hy vọng, chứ không còn lo buồn khóc thương nữa. Và muốn được tin cậy vững vàng thì chúng ta phải cầu nguyện. Một trong những cách cầu nguyện nữa là chúng ta hãy thường xuyên lui tới thắp những nén hương với những bông hoa tưởng nhớ trên mộ phần hay trên tro cốt của quý cha cố, quý ông bà, anh chị em thân yêu. Họ là những người đang chờ phục sinh mà. Lúc đầu cha giảng lễ, cha chính xứ phát diệm nói đó. Còn chúng ta chưa chắc, còn các ngài đang chờ phục sinh, nghĩa là chờ được lên thiên đàng. Để nhắc nhớ cho chúng ta biết, ơn nghĩa của các bậc tiền nhân vẫn tròn đầy. Tròn đầy nơi con cái khi họ biết sống đức tin, đức cậy, đức mến qua việc lành mỗi ngày. Xin hãy ươm trồng những cánh hoa forget me not, không phải chỉ trên những nắm cỏ khâu xanh rì, ở những bình hoa trong nhà cho quốc, nhà chờ phục sinh, nhưng hãy biết trồng những cánh hoa đừng quên tổ tiên, ông bà, cha mẹ và cả những người có thể vì khi sống với chúng ta, chúng ta đã làm gương mù gương xấu, hay là nói những lời không tốt đẹp khiến họ bị vấp phải. Lỗi đó cũng có phần của chúng ta, như cha sợ nói lúc đầu. Chúng ta hãy trồng những bông hoa đừng quên những người đã ra đi trong trái tim hiếu thảo, trong cuộc đời yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Được như thế, Chúa Giêsu cũng sẽ nói với chúng ta một ngày sắp tới: ta bảo con, ngay hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Chúng ta cùng cầu nguyện ngắn gọn. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho